Hà Nam là địa phương đầu tiên ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng trong đợt dịch này. Để hỗ trợ Hà Nam chủ động cho việc điều trị bệnh nhân COVID-19, Bệnh viện Bạch Mai đã ngay lập tức thiết lập một bệnh viện dã chiến tại thành phố Phủ Lý. Mặc dù chưa có bệnh nhân được đưa về đây để điều trị, tuy nhiên số ca F1 cần được cách ly liên tục được nhập viện để theo dõi y tế. Vâng, thưa quý vị, hiện nay thì tôi đã có mặt tại bệnh viện dã chiến được thiết lập tại bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 ở Phủ Lý, Hà Nam. Ngay sau khi có chỉ đạo của Bộ Y tế thì bệnh viện Bạch Mai đã thiết lập bệnh viện dã chiến này với công suất hiện tại là từ 300 đến 500 giường bệnh. Tính cho đến thời điểm hiện tại thì bệnh viện Bạch Mai đang tiếp nhận hơn 150 trường hợp F1 của tỉnh Hà Nam. Trong số các trường hợp F1 được cách ly tại đây thì có rất nhiều trường hợp là người cao tuổi, người có bệnh lý nền và trẻ em. Bệnh viện Bạch Mai đã cử 5 ekip gồm các bác sĩ và nhân viên y tế chuyên khoa hồi sức tích cực, cấp cứu, kiểm soát nhiễm khuẩn, xét nghiệm, tim mạch, nhi để ứng trực sẵn sàng tại bệnh viện. Bệnh viện dã chiến sẽ có công suất ban đầu khoảng 300 đến 500 giường. Trong đó, 50 giường cấp cứu hồi sức áp dụng đầy đủ kỹ thuật cao như máy tim phổi nhân tạo, máy thở, máy lọc máu để phục vụ người bệnh. Bên cạnh đó, bệnh viện dã chiến cũng sẽ hỗ trợ Hà Nam trong việc nâng cao năng lực xét nghiệm với công suất 10.000 mẫu một ngày. Đến nay, tỉnh Hà Nam đã thực hiện hơn 2.000 mẫu xét nghiệm một ngày. Cho đến thời điểm chiều ngày 3 tháng 5, thì trong số 151 trường hợp F1 có 2 trường hợp có nguy cơ cao. Tuy nhiên đã cho kết quả âm tính lần 1 và được đưa đến khu điều trị riêng. Chưa ghi nhận trường hợp dương tính nào trong các F1 đang được cách ly tại đây.